Dạ, Minh Nguyễn gửi lời chào thân thương đến toàn thể anh chị và các bạn, cũng như là chào tất cả các anh em. Thì tiếp tục chia sẻ những cái thông tin xoay quanh về cái vụ việc của Tình Lưng cũng như là chị Giao, tình hình hiện tại kết quả như thế nào. Thì hôm nay có biến rồi anh chị ơi, thật sự là hôm nay một cái tin cũng rất là chấn động luôn. Không biết là thực hư như thế nào, thì mời anh chị theo dõi toàn bộ diễn biến chi tiết cái thông tin ngay hiện tại bây giờ. Thì theo như những cái nguồn tin mà các anh em có mặt ở khu vực gần nhà Tinh Luân anh chị, thì có một cái nguồn tin là Tinh Luân đã không có nhà, bỏ đi trong đêm. Thì phải nói là nghe cái thông tin này thì mình cũng khá là bất ngờ luôn, tại vì những cái thông tin trước đó thì mọi người cũng đã quan tâm theo dõi từ cái ngày làm việc đầu tiên của chị Giao, có mặt chị Giao và Tinh Luân. Thì qua đấu tranh và điều tra thì Tinh Luân cũng đã khai nhận những cái hành vi tội ác của mình, là dùng dây nịt cũng như là lược để tác động vật lý với chị Giao đó. Và thêm những cái thông tin xoay quanh là cái vấn đề là đưa chị Giao là đi coi như là ra tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương để mà làm cái thủ tục ly hôn. Thì ngay trong đêm là coi như là tối hôm nay thì có một cái thông tin đồn là Tinh Luân này đã không có nhà, thì coi như dư luận thì cũng đang rất là hoang mang đó, không biết là như thế nào mà trong quá trình điều tra này Tinh Luân lại bỏ đi. Nghe nói là tạm giữ rồi, bắt rồi đó, nhưng mà tại sao lại không có nhà trong đêm nữa đó. Thì theo như cái thông tin mà mình nắm được á, thì Tinh Luân này hiện là chưa có quyết định là khởi tố cũng như là bắt giam đó, chỉ là coi như là khi nào mà cơ quan chức năng triệu tập là lên để lấy lời khai, tại vì đang trong quá trình điều tra về cái vấn đề bạo hành của Tinh Luân này. Thì các cái bước như là trưng cầu giám định thương tích, những cái vết thương trên người chị Giao, thì coi như là đột ngột Tinh Luân này không có ở nhà của mình nữa. Đó là những cái thông tin mà các anh em ngay tại cái địa phương của Tinh Luân này thông báo nha mọi người. Đó là cái thông tin chính xác. Còn cái vấn đề này thì mình nghĩ là mọi người cũng nên hết sức bình tĩnh, tại vì mình nói là Tinh Luân này thì chạy đâu cho thoát mọi người, không thể nào thoát được. Bây giờ là cũng giống như là cá nằm trên thớt rồi, giống như là cá mà nằm trong rọ thì không nào thoát được. Khi mà cơ quan chức năng người ta đã vào cuộc rồi, mình nói bây giờ Tinh Luân này có bỏ đi đâu đi chăng nữa, nhưng mà không thể nào mà thoát được nha mọi người. Nhưng mà nói chung ra thì hiện tại bây giờ thì cũng chưa rõ là tên này đi đâu, tại vì bây giờ là theo như cái kiểu là giống như là thuộc cái dạng như là tại ngoại, đúng không tất cả anh em? Theo như mình nghĩ là như vậy, tại vì chưa có cái thông tin trên báo chính thống là bắt tạm giam. Nếu mà bắt tạm giam thì Tinh Luân này sao mà đi đâu được. Cái kiểu như là bây giờ là đang trong cái điều tra, khi nào mà có đầy đủ những cái cơ sở thì sẽ là quyết định là khởi tố bị can và bắt tạm giam đó. Nhưng mà bây giờ này Tinh Luân thì nghe cái thông tin là không có nhà đó, thì nói chung là mọi người cũng bình tĩnh và chờ đợi trong ngày hôm nay. Thì chắc chắn là ở địa phương đó thì người ta bảo đảm cái vấn đề mà, tại vì cái vụ này rất là mang cái tính chất là được dư luận rất là quan tâm và phẫn nộ, cho nên là theo như mình nghĩ Tinh Luân này thì bây giờ cũng không có thể nào mà chạy đi đâu xa được nha mọi người. Thì cũng mọi người cũng đang lo lắng là không biết là nó có đi quay về quê của chị Giao hay không để làm những vấn đề gì đó. Nhưng mà thật sự mà nói thì cơ quan chức năng ở Kim Thành, Hải Dương thì phải nói là khi mà chị Giao ra ngoài Hải Dương để mà phục vụ cái công tác điều tra theo thư mời thì cái vấn đề bảo vệ cũng như là quan tâm từ cái đường đi nước bước của chị Giao, thì song song đó thì cái thông tin là cũng có một đại gia rất là giàu có ở Hải Dương cũng hỗ trợ rồi. Một đại gia phải nói là ở cái vùng tỉnh Hải Dương thì đây là một đại gia phải nói giàu có, đó là hỗ trợ giúp đỡ cho chị Giao hết mình. Còn cái vấn đề này Tinh Luân này bỏ đi đâu thì cái vấn đề đã thuộc thẩm quyền cơ quan chức năng, thì chắc chắn là không có nào mà thoát được
những người mà khi mà đã có những cái hành vi đó rồi thì không thể nào mà chạy thoát được. Với lại tên lưng này hình ảnh rất tràn lan trên mạng xã hội, bây giờ đi đâu được? Không thể nào mà đi đâu được, tại vì đi ra ngoài đường xuất hiện một cái là coi như là alo một cái là coi như là cơ quan chức năng người ta sẽ tới, người ta bắt còn nhanh nữa, đúng không? Và sẽ điều tra. Vậy vì tên lưng này thì khi mà điều tra thì nó quanh co, nó chối, đúng không? Chị Giao khai là coi như là nó tác động vật lý dùng dây điện nè, rồi dùng móc phơi quần áo, hơ lửa, đổ cồn lên, tra tấn giống như thời Trung Cổ vậy. Mà nó lên nó khai là bây giờ nó đổ thừa là nó nói là nó nghi ngờ là chị Giao là bị đi ngoại tình, đúng không? Đi ngoại tình mà trong khi đó lời khai nó mâu thuẫn, trong khi đó là thông tin là chị Giao là sống khép kín, không có mà đi ra ngoài, kiểu như không có tham gia những cái hội nhóm đoàn thể hay là tham gia vào liên hiệp hội phụ nữ gì đó, ở nhà không à. Tại vì nó khống chế rồi, nó có cho đi đâu đâu mà ngoại tình như không ngoại tình, còn như là dùng lược nè, rồi dây nịch nè, là mọi người thấy rõ ràng những cái vết thương rất là sâu, rất là nhiều vết thương, những vết thương cũ có mới có, và coi như là tra tấn suốt một cái thời gian dài, là coi như là 1.5 năm, đúng không? Trong lúc mà mang bầu 7 tháng đó, thì hiện tại là cơ quan chức năng người ta đang đó là điều tra rất là sát sao về cái vấn đề này. Và liên chủ tịch liên hiệp hội phụ nữ của tỉnh Hải Dương, huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương thì cũng đã vào cuộc, cho nên là cái vấn đề này là phải nói là cơ quan chức năng họ làm rất là sát sao. Và cái vấn đề bỏ trốn thì hiện tại thì cũng chưa rõ là tên này đi đâu, mà nếu như mà tên này rụt rịch mà có tật giật mình thì nói chung là ra là coi như là sẽ đi xa hơn nữa, đúng không? Nếu như mà mình đã vi phạm như vậy rồi mà bỏ trốn chống lại cơ quan chức năng là mình sẽ càng tội nặng hơn. Người ta nói là coi như là mình có tội, mình có lỗi, mình biết nhận lỗi, mình biết coi như là quay đầu là bờ, hoặc là mình tự thú đó, có sao thì mình nói vậy thì cái tội mình nó còn nhẹ. Mà bây giờ mà nếu như mà tên này mà bỏ trốn đó, khi mà cơ quan chức năng người ta triệu tập mà bỏ trốn không có mặt tại địa phương thì cái tội của thằng này nó sẽ nặng hơn nữa, đúng không mọi người? Cho nên cái vấn đề này mọi người yên tâm đi, nó không bao giờ nó chạy thoát được. Cái thông tin mà cái tên lưng này bỏ trốn khỏi nhà thì nhận cái thông tin từ người dân ở địa phương đã báo hả anh? Là cũng là mấy anh em ở dưới gần đó nắm được cái thông tin là báo là coi bây giờ là nó không có mặt ở nhà vào cái buổi tối đó, là coi như là trong cái lúc mà theo kiểu như là bây giờ là đang điều tra thôi, chưa có cái quyết định là tạm giam gì hết, chưa có quyết định là khởi tố gì hết, nhưng mà coi như là tên này là không có mặt ở nhà. Vậy là nó đi đâu? Có nghĩa là trong cái thời gian mà điều tra thì cái tên lưng này vẫn còn đang tội nội ở ngoài. Tức là kiểu như người ta triệu tập lên á. Triệu tập nhưng mà không có cho ra khỏi địa phương. Nhưng mà nhận được thông tin ngày hôm nay là cái tên lưng này đã mà bỏ trốn khỏi nhà rồi. Ừ, cái này là mình phải nói chung ra cái này là một cái vụ rất là nghiêm trọng, và cơ quan chức năng họ cũng là theo cái thẩm quyền và đang vào cuộc. Cái sự giám sát rất là gắt gao, cho nên là những cái thông tin á khi mà mình nắm bắt được thì cũng phải là chính xác để mà chia sẻ, để mà tránh cái sự mà hoang mang hiểu lầm. Nhiều lúc mình chia sẻ những cái thông tin nó không có đúng thì nó sẽ ảnh hưởng xấu tới cái quá trình điều tra. Nhưng mà ở đây thì mình có nghe một cái thông tin mới vừa rồi á, là coi như là có anh em ở dưới người ta thông tin gần ở đó thì người ta nắm được cái thông tin chính xác, thì người ta báo là tên lưng này không có mặt ở nhà thì không rõ là đi đâu, không biết là nó có bỏ trốn hay không. Nhưng mà ví dụ nha, mình nói ví dụ mà nó có bỏ trốn đi, lẩn tránh mà cái vấn đề mà khi cơ quan chức năng mà người ta triệu tập là mình nói là tội nó càng nặng hơn đó, là mình nói là ví dụ như vậy, ví dụ mà nó bỏ trốn nha. Tại vì bây giờ là mấy anh em đã báo là không có mặt nó ở nhà thì mình nghi ngờ là cái thằng này là nó tránh né, đúng không? Nghi ngờ nó tránh né. Nhưng mà nếu như mà vấn đề này ví dụ nó bỏ trốn thì tội nó càng nặng hơn nha mọi người. Còn tình hình của chị Giao bây giờ thì cập nhật cho mọi người biết là chị Giao bây giờ rất là an toàn, có một đại gia tên là đại gia Chiến Lợn thì rất là khét tiếng ở Hải Dương thì cũng đã giúp đỡ cho chị Giao, thì mọi người cũng biết được cái thông tin, nắm rõ những cái thông tin đó rồi. Thì cái vấn đề mà thủ tục ly hôn thì cũng có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương các cấp, nói chung là đảm bảo để giải quyết cái vấn đề mà chị Giao đưa con của mình về quê
Bây giờ chị Giao mang bầu 7 tháng rồi, bây giờ cũng sắp sanh rồi, đúng không? Cho nên mình nghĩ rằng Liên Hiệp Hội Phụ Nữ cũng can thiệp vào nữa thì sẽ giải quyết cái vấn đề đó sớm nhất. Cơ quan chức năng người ta cũng hỗ trợ hết mình để mà coi như là tốt nhất cho chị Giao về cái vấn đề ly hôn cũng như là đưa con của mình về. Mình nghĩ rằng cái vấn đề chị Giao này có cái quyền, mình nghĩ là theo mình nghĩ là có cái quyền để mà đơn phương ly hôn theo cái thủ tục pháp lý. Còn mấy anh em có hỏi gì thêm nữa không? Thì hiện tại thì nghe cái thông tin là Tinh Luân đã bỏ trốn khỏi nhà thì cô chú cũng đang rất là lo lắng. Cũng rất là lo lắng hả? Liệu rằng có phải là cái Tinh Luân này đã mà đi tìm chị Giao hay không? Không, cái vấn đề đó nói là bỏ trốn để đi tìm chị Giao là nó không bao giờ thể. Nó không bao giờ mà dám động tới một cái cọng lông chân của bất kỳ ai luôn. Đúng không? Nó mà động là công qua cơ quan chức năng còn tóm nó còn xử lý nó mạnh hơn nữa. Hiện tại là Tinh Luân là không có ở nhà cho nên là cô chú chị đang lo lắng. Cũng đang lo lắng là lo lắng cái gì? Lo lắng là lo lắng cái vấn đề là coi như nó khi mà bỏ đi rồi á thì nó sẽ coi như là nó sẽ kéo dài cái thời gian đi nữa, thì chị Giao bây giờ trong lúc mang bầu 7 tháng nữa, cái sức khỏe đâu phải như bình thường. Ví dụ như là trong cái thời gian sống nó bị nó tra tấn dã man, rồi quá trình đi tới đi lui bầu bì nó cũng rất là mệt. Cho nên là muốn cái sự việc này nó sớm kết thúc để coi như là chị Giao về quê nhà còn sanh đẻ rồi cái này cái kia nữa. Còn cái vấn đề mà nó bây giờ nó trốn đi đâu, không bao giờ mà chạy khỏi được. Bây giờ nó chui dưới lỗ, nó thẳng chui dưới lỗ cũng móc nó lên, nó không bao giờ chạy đâu được. Còn cái vấn đề nó không có nhà thì có cái thông tin từ anh em ở dưới là cung cấp lên là nó chính xác, nhưng mà không biết là nó có phải nó trốn hay là nó đi đâu rồi hay không. Tại bây giờ nó vẫn có cái quyền, tại vì nó chưa có bị khởi tố mà, đúng không? Chưa bị khởi tố nó có quyền đi tới đi lui đó. Cho nên là nếu như mà có vấn đề bỏ trốn thì lụm nó càng lẹ hơn nữa. Nói chung cái đây là cái thông tin là mình nghe là không có ở nhà, chứ không phải là cái tên Luân này đã trốn khỏi địa phương. Không có ở nhà thì mình nghe yên tâm đi, mình nghe nó cũng bất ngờ rồi chứ, tại vì có anh em thì cũng ở dưới địa phương ở đó luôn, đến ở nhà luôn nhưng mà xin phép là mọi người giấu tên cái người anh em đó, không tiện nói ra. Nhưng mà ở đây là mình đã nghe cái thông tin đó và cái người anh em đó thì ở coi như là tiếp cận với nhà của Tinh Luân này, và coi như là nói là Tinh Luân này là không có nhà trong đêm, thì mình thấy nó cũng bất thường, có cái gì đó bất thường. Nhưng mà thôi thì mọi người cũng bình tĩnh, nói chung ra hàng này nó cũng không có trốn đi đâu đâu đó. Với những cái hành vi này thì nó sẽ trả giá trước pháp luật thôi. Bây giờ mình cứ là chờ đợi, thứ nhất là mình cũng chốt lại vấn đề là chờ đợi cái kết quả từ cơ quan chức năng, trưng cầu giám định thương tích tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, cái kết quả này rất là quan trọng. Và cái thứ hai á, mình cũng nghe nói là trên thông tin á, là coi như là điều tra những cái vấn đề mà có liên quan, những người có liên quan, thì cái vấn đề này mọi người cũng đang rất là tò mò, không biết là những người có liên quan là ai. Thì trước đó thì cũng có nghe chị Giao là cung cấp cái thông tin như thế này ở dưới quê, là nói rằng mấy anh em hỏi là tại sao mà chị bị hành hạ như vậy, tại sao mà không có bên ba mẹ can thiệp gì hết. Thì chị Giao nói là lúc đó thì cũng có báo cho địa phương, nhưng mà khi mà địa phương xuống xác minh á, thì là coi như chị Giao nói là coi như là gia đình tôi vẫn hạnh phúc bình thường. Thì cái vấn đề này mình cũng có nói rồi. Tuy nhiên có cái chỗ này á, chị Giao nói là nếu như mà cái cách đó không có thể nào mà giúp được cho chị Giao, con dâu của mình á, thì có thể là tìm cách khác. Tại vì cái vấn đề bây giờ cái thương tích đầy người nè, cạo đầu nè, rồi băm dập hết, thương tích đầy người á, mà không lẽ bây giờ cái cách đó không làm được, không lẽ bây giờ không thể nào tìm được cái cách khác. Nó có nhiều cách lắm mà. Cho nên là cái thông tin mà điều tra những người có liên quan thì mình cũng đang rất là nóng lòng để coi có ai tiếp sức hay không, có ai bao che hay không. Đó, về cái vấn đề cái vụ việc hiện tại, tính tới thời điểm hiện tại bây giờ, đây là một cái vụ việc thuộc cái thẩm quyền của bên cơ quan chức năng của huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Đó, thì mọi người cứ chờ đợi những cái thông tin chính xác từ phía mà bên cơ quan chức năng, họ khi mà điều tra, đấu tranh điều tra với Tinh Luân, cũng như là lấy lời khai của chị Giao, cũng như là giúp đỡ, hỗ trợ thì địa phương và hội phụ nữ thì người ta cũng rất là sát sao trong cái chuyện này.
mọi người cứ yên tâm. Và thêm nữa là một cái đại gia, một cái đại gia rất là giàu có Hải Dương, thì mọi người coi như là cứ bình tĩnh và chờ đợi. Còn cái vấn đề Tinh Lưng bây giờ không có mặt ở nhà nữa thì cũng nên yên tâm đi. Bây giờ nếu mà nó mà bỏ trốn nữa thì tội nó càng nặng thôi mọi người, không có vấn đề gì cả. Thì thôi, mình cũng xin chia sẻ đầy đủ nội dung rồi. Video cũng dài và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo ạ.